phát video trên màn hình. Thank you.
Em khóc nhạc không nhìn thấy ô tô màu xanh. Cô cảm ơn con. Con làm thầy bài tập rất là tốt. Tôi nói cho cả lớp nào. Các con ạ, vận tải là ô tô bức tường. Vậy chúng ta phải làm gì để phòng tránh tai nạn khi tầm nhìn bị hạn chế? Cô mời các con đến với một điều giọng vui, một chuyến đi hành với sự tham gia của cô giáo và các bạn trong lớp. Điều giọng xin được bắt đầu. Đúng rồi các con ạ.
Thứ nhất là các em cần dừng lại, quan sát và lắng nghe xung quanh. Nếu các bé thế nào đang đến gần mới đi trước để đảm bảo an toàn. Thứ hai, các con đi vào nơi thì em đã hãy lắng nghe tiếng động từ các phương tiện và chú ý ánh đèn xe để nhận biết xe đang tới. Và đặc biệt nữa, đó là các con phải chú ý mặc quần áo sáng màu phản quang để người khác dễ nhận biết. Vậy qua đây các con đã học bài nắm bài rất là đơn giản. Cô giáo cho các con xem hai hình ảnh tiếp theo và xem các bạn được và xem các bạn này trường ở đâu. Cô mời các con nào? Cô mời Nhật. Xin chào, tôi là người máy Asimo. Sau đây, tôi sẽ nhắc các bạn cách phòng tránh va chạm như sau. Quan sát, lắng nghe xung quanh và chú ý an toàn để tránh va chạm tại những nơi tầm nhìn bị hạn chế. Thân thiện gửi đến các anh chị, an toàn giao thông, người trẻ thơ, cảm ơn. Ở tiết học, cô thấy các con học tập rất sôi nổi, tiếp thu bài tốt, cô khen cả lớp. Về nhà, các con quan sát những đoạn đường từ nhà đến trường có tầm nhìn bị che khuất không và cách phòng tránh va chạm ở những nơi đó để các con khi tham gia giao thông cho an toàn nhé.